Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết, trẻ nhập viện trong tình trạng sốc, huyết áp khó đo, diện tích bỏng khoảng 35%. Bệnh nhi đã được truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc giảm đau và chăm sóc vết thương, sau đó được chuyển từ khoa hồi sức ngoại để tiếp tục điều trị. Người nhà cho biết, trước đó bé gái đã được bà ngoại bế, bà vừa chăm cháu vừa nướng mực bằng cồn. Khi gần hết lửa, bà châm cồn thêm thì gây phụt lửa cháy xém vào bàn tay, còn cháu thì bị lửa phụt vào mặt, ngực và tứ chi. Bệnh nhi đã được đưa vào cơ sở y tế tại Đồng Nai sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Sau hơn một tuần điều trị, tình trạng vết thương hiện đã cải thiện. Một trường hợp khác đó là một bé gái 10 tháng tuổi đang tập đi thì trùng gầy kéo dây điện ẩm siêu tốc đang đun, nước đổ lên người gây bỏng 40% diện tích cơ thể. Qua khai thác bệnh sử, được biết trước đó, bệnh nhi đã được người nhà tập đi trong xe. Bất ngờ bé trùng gầy tới bàn tay mẹ đang đun nước sôi từ bình đun sôi ấm siêu tốc, kéo dây điện làm bình nước sôi đổ lên người, gây phỏng mặt, ngực, tay và chân phải. Qua các trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần phải cẩn trọng trong sinh hoạt hàng ngày. Mọi hành vi, động tác, hoạt động của người lớn đều có thể gây nguy hại tổn thương đến trẻ nhỏ. Tai nạn bỏng của trẻ em thì khá đa dạng. Cái nguyên nhân đầu tiên là có thể do bỏng, người ta gọi là bỏng do nhiệt. Ví dụ như bỏng nước sôi là hay gặp. Rồi thậm chí là những cái đồ vật, thức ăn nóng hoặc là thậm chí là thuốc bắc. Các bà mẹ mà 90% nguyên nhân bỏng của trẻ em là do cái sự bất cẩn của người lớn. Mà trẻ em nó phải chịu đựng. Cái nhóm bỏng thứ hai là có thể bỏng do hóa chất. Đấy. Ví dụ như bỏng do axit mà trẻ con nó không biết nó uống. Mình để người lớn mình bất cẩn mình để nó uống. Rồi cái nguyên nhân bỏng thứ ba là có thể bỏng do điện. Ở nhà mà cái trẻ con có thể là nó ví dụ nó nhặt được cái đinh chẳng hạn, nó thấy một cái ổ điện có thể nó chọc, nó đi tha tẩn nó chơi vì trẻ con thì không lường được vấn đề nguy hiểm. Thì cái đấy đều là những nguyên nhân gây bỏng. Nếu mình sơ cứu đúng cách thì nó sẽ giảm được cái tỷ lệ giảm vấn đề nguy hiểm ở trẻ và mình sẽ điều trị sẽ tốt hơn, ít di chứng hơn. Thì khi mà trẻ bị bỏng thì việc đầu tiên chúng ta phải làm phải cách ly, tức là phải ngăn trẻ ra khỏi, đưa trẻ ra khỏi cái chất gây bỏng. Ví dụ đang bị bỏng điện thì chúng ta phải cắt được nguồn điện. Đang bỏng mà bỏng do nóng nước sôi chúng ta phải bỏ cái nước sôi ra ngoài. Rồi nếu bỏng do cháo chúng ta cũng phải làm sạch cái vùng để làm, tức là ngăn cản cái tác nhân gây bỏng với trẻ. Cái việc thứ hai là chúng ta cố gắng là nhanh nhất là chúng ta có thể làm mát cái vùng bỏng, làm mát chứ không phải làm lạnh. Thế nên là chúng ta có thể dùng vòi nước để rửa cái vùng đấy, làm cho cái vùng bỏng nó cái nhiệt độ nó giảm. Nhưng mà ngược lại chúng ta lại không nên dùng nước đá để chúng ta làm, bởi vì lúc bây giờ nó từ bỏng nóng nó lại thành cái bỏng lạnh, chúng ta không làm. Thế rồi cũng nếu chúng ta bỏng hóa chất thì chúng ta phải dùng cái nước sạch chúng ta dội để rửa cái hóa chất ra khỏi cái vùng bỏng. Thế rồi nếu do cháy quần cháy áo thì chúng ta phải làm sao cắt được cái quần áo ra và chúng ta loại trừ những cái trên người cho trẻ.